Thương tính, khán giả gọi điện mắng, đòi quay lưng với tôi vì ồn ào tiền bạc. Thương tính cho biết, vì liên tục vướng vào những ồn ào đến tiền bạc, ông bị nhiều khán giả gọi điện mắng, thậm chí đòi phải làm rõ trắng đen. Thời gian qua, Thương tính ít xuất hiện trên truyền thông, khiến nhiều người nghĩ ông đã về quê sinh sống cùng vợ con. Chia sẻ với VTC News, nhạc sĩ Tô Hiếu, người đang hỗ trợ Thương tính cho hay, ông vẫn nhận lời đi diễn bình thường. Sức khỏe của Thương tính vài tháng qua vẫn như trước, nhưng khi nào có show mời diễn là tinh thần sẽ tốt hơn. Nam nhạc sĩ tiết lộ lý do không muốn liên tục cập nhật hình ảnh của Thương tính vì sợ nhiều khán giả cảm thấy khó chịu. Sắp tới Thương tính cũng sẽ ra mắt một video theo dạng talk show để kể về những kỷ niệm trong quá khứ. Đáng chú ý, trong talk show này, Thương tính cũng nói về số tiền từ thiện hàng trăm triệu đồng mà tài tử đã nhận từ Mạnh Thường Quân lúc trước. Đồng thời, Tô Hiếu tiết lộ nam diễn viên biệt động Sài Gòn cũng sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện ồn ào xảy ra với nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi ngày trước. Tôi sẽ giúp Thương tính làm một talk show kể về kỷ niệm đi đóng phim ngày xưa, giúp ông nhớ lại một thời hào quang. Tôi muốn làm vì sợ Thương tính sẽ không còn minh mẫn được lâu nữa, nên sẽ tranh thủ lưu giữ kỷ niệm giúp ông ấy. Về những ồn ào ngày xưa, Thương tính tâm sự, bị nhiều khán giả gọi tới làm phiền, mắng mỏ. Họ nói từng rất mến mộ, nhưng đã quay lưng sau khi đọc những ồn ào về tiền bạc của ông. Nhiều người muốn Thương tính giải thích về chiếc xe hơi từng được Mạnh Thường Quân mua tặng. Chính vì vậy nên Thương tính muốn được một lần kể hết và giải thích cặn kẽ về số tiền đó. Khán giả là người muốn làm cho sáng tỏ chuyện này và chính Thương tính phải nói ra điều đó. Ông ấy muốn giải thích cặn kẽ với khán giả về số tiền đã nhận được, anh nói thêm. Thương tính hiện vẫn đang ở nhờ trong một căn nhà của nhạc sĩ Tô Hiếu. Thời gian qua, ông cũng được Tô Hiếu hỗ trợ thực hiện một dự án phim sitcom và MV ca nhạc để thỏa mãn đam mê. Nói về mức thu nhập của Thương tính, Tô Hiếu tiết lộ số tiền này không ổn định vì còn phụ thuộc vào số lượng show mỗi tháng. Có những tháng nhiều show, nhưng có khi lại chẳng có show nào. Tuy nhiên có tháng cao điểm, Thương tính từng kiếm được vài chục triệu. Trong cuộc phỏng vấn với VTC News, Thương tính tâm sự nghề của ông là đóng phim nên đi hát cũng chỉ là chữa cháy. Hiện tại tôi chỉ mong được đi đóng phim vì đây là nghề chính của mình. Tuy nhiên vẫn phải chờ có tiền mới làm được. Dù biết rằng sức khỏe đã yếu, nên tôi cố gắng hoàn thành nốt một bộ phim của mình rồi sẽ giải nghệ. Cũng đang có hai dự án phim mà tham gia, nhưng tôi vẫn đang xem xét tình hình sức khỏe của mình trước khi nhận lời. Tôi mong sao có đủ sức khỏe để được đóng phim. Đó sẽ là một kỷ niệm cuối đời đáng nhớ trước khi nhắm mắt xuôi tai, ông tâm sự.